thế này mới sướng. Chơi thôi mèo con. Cứng xíu. À, không phải chiến thảm. Ui, xin lỗi bố. Đừng có đùa nghịch nữa. Có đúng như bố nghĩ không hả? Ý bố là sao ạ? À? Đây là gì? Bố nói gì con chẳng hiểu gì cả. Có cái đùi á? Cô nương à, cho bố xem có gì trong túi. Ôi không. Vâng. Lại gặp mày rồi. Dọn dẹp đi nhá. Vâng ạ, à, bye. Suýt thì lộ. Cô, chị yêu bé. Chị bị dị ứng hả? Có vẻ là thế. Ôi không, lông của em dính ở khắp nơi. Chị sẽ trải lông cho em. Đây sẽ là một ngày spa cho em, mèo con. Cứ nằm ngoan thư giãn nhé. Và chị sẽ lau phần còn lại. Ủa, quá trời lông nè. Làm cái gì được ta? Đúng rồi, công chúa Leia. Ủa, em đây rồi. Em có thích ở dưới này không? Ê, chị đã có một ý tưởng. Hãy làm một pháo đài. Màu hồng đậm này đẹp quá. Xin thứ lỗi. Trải tấm vải lên bàn. Vậy là xong rồi đấy. Vẫn còn thiếu gì đấy? Em nói đúng. Để chị lo. Cứ yên tâm, chị sẽ quay lại ngay. Cái gì vậy trời? Ai ui, đau quá. Không, không, quần đã. Quần túi. Chị về rồi nè. Đợi chị một xíu nha. Chị sẽ làm cho em chiếc giường thoải mái nhất mà không tốn một xu. Chỉ cần nhét hết vào bên trong. Biết rồi nè. Mình có thể ghim nó lại. Những đồ chơi này sẽ không đi đâu cả. Thật là êm ái. Đã đến lúc trang trí. Chị sẽ để lại một số đồ chơi để em không cảm thấy cô đơn. Wow, thật ấm cúng. Cảm ơn chị nhiều. Ôi, em đang đi đâu thế? Em muốn đi ra ngoài. Thật á? Chị có thể giúp em. Chị sẽ cắt mái vòm ở phía bên này của pháo đài. Ta-da, đã có cánh cửa. Chờ em xíu. Em mới lớn nhanh quá. Hả? Con bé đang làm gì nhỉ? Con ơi, con ở đâu? Này, con đang làm gì đây? Bố ơi, con mượn bàn chải nhá. Chuẩn không cần chỉnh. Mình muốn tạo bất ngờ cho mèo con trước khi em ấy về nhà. Vừa là bàn chải, vừa là đồ trang trí. Em về rồi. Em rất thích cách chị trang trí nơi này. Con gái, ăn pizza rồi. Bố vừa nói pizza, con tới ngay. Cách tuyệt vời để khép lại ngày đầu tiên nuôi mèo của mình. Mình bỗng nhớ ra. Đây mèo con mèo ngoan. Hả? Em mới té trên giường hả? Bẩn quá đi mất. Làm sao mà giặt sạch được chứ? Trừ khi hộp đựng pizza sẽ giúp mình giải quyết chuyện này. Tất cả những gì mình phải làm là sáng tạo. Chà, mình cũng cần dạy em ấy đi đúng chỗ. Nhưng cứ từ từ đã. Mèo con, ngai vàng đang chờ đợi em đấy. Thiết bị này là gì vậy? Wow, em học nhanh thật. Đó là bản năng baby. Vẫn khai quá. Cảm ơn chị, em rất thích. Yêu ơi. Chưa bao giờ đi đến chỗ này trong nhà. Con người này trông thật kỳ lạ. Ê, tỉnh dậy đi. Ủa, ai đấy? Giấc mơ kỳ lạ. Máu. Con đang tập luyện cho một vở kịch nè nè. Vở kịch? Không biết con bé thích đóng kịch. Cuối cùng cũng được bình yên. Ăn pizza xong mà tức hết cả bụng. Mình phải thật im lặng. Trong này hôi quá. Đây rồi nè. Hoàn hảo. Kiểu như một vụ nổ bom. Được rồi, làm việc tiếp thôi. Hả? Không nhấn được. Sao thế? Ôi trời. Chắc
chắn bố không biết đâu. Wow, thêm đồ chơi. Khoan, chúng ta dùng dây cho mục đích khác. Rồi em sẽ cảm ơn chị. Nó đang thành hình. Chỉ cần thêm một vài chi tiết nữa thôi. Như bộ ria mép này. Dán thêm đôi mắt to tròn và đội mũ. Chúng mình có thể tiệc tùng rồi. Đây là ai? Em là thú cưng duy nhất ở đây. Ừ, em là nhất. À, xong rồi. Phải lau khô người mới được. Không, sao hôm nay đàn đuổi quá vậy? Hên ghê. Mình có thể dùng cái này. Mình sẽ đặt nó xuống tấm bìa cứng. Sau đó làm đi làm lại nhiều lần. Rồi một vài lần nữa với các kích cỡ khác nhau. Đẹp tuyệt vời. Khoan đã. Kiệt tác nào cũng cần được thưởng thức. Chơi đi bé cưng. Wow, em có thể nhìn thấy qua thứ này. Này mèo con, bắt lấy. Ừ, em thích trò này. Em là thợ săn vĩ đại nhất thế giới. Ta sẽ bắt được mi. Hãy đợi đây. Đứt mất rồi. À ha, mình có một ý tưởng. Đầu tiên mình đổ hết đống hạt nhựa này ra bàn. Sau đó mình sẽ dùng sợi dây để sâu các hạt. Thêm chút lông vũ để thêm phần nổi bật. Vậy là xong. Giờ thì gắn nó vào pháo đài. Em có thích không? Dạ có ạ. Ồ, cưng quá nè. Đây mèo con. Sao bừa bộn thế? Lạ quá. Bố. Con gái à? Cho con giải thích. Con. Cưng xỉu. Con mèo. Này paparazzi, tôi muốn riêng tư. Đó không phải là góc đẹp đâu. Cười lên nào mèo con. Đừng mẹ ơi, nó không có nhà. Không nuôi mèo. Con biết mà Tom, mẹ đi dị ứng. Vẫn ở đây sao? Mẹ đi rồi. Cẩn thận, lông của tôi. Xin lỗi vì cái ba lô nhé, mèo cưng. Cảnh sát. Về nhà thôi. Tốt rồi, không có ai. Mẹ sẽ không biết đâu. Tom, đợi đã. Sao ạ? Ba lô còn có gì đó? Mẹ thế đấy. Đồ dùng học tập ạ? Đồ dùng học tập sao? Nhìn nặng hơn bình thường đấy. Có rất nhiều ạ. Sách. Mùi gì vậy nhỉ? Mùi môn toán đấy ạ. Ba lô của con bẩn quá. Lấy hết đồ ra rồi giặt đi. Vâng. Tom. Ôi không, mẹ cứ đi theo mình. Chết rồi. Con không đem mèo về đi chứ? Không đã, đây ạ. Cái này cho mẹ. Vứt đi, mẹ bị dị ứng. Vâng, lúc nào cũng hiệu quả. Xuyên nữa thì tiêu đấy, chửi đi. À, đây là phòng mới của mày. Mày thích không? Anh bạn, có bắt cóc tôi sao? Chắc mày đói rồi. Cậu mình nói. Cậu có cá hồi không? Với sữa nữa. Đợi tao một chút. Để xem có gì nào. Không, cái này để sau. À, nó sẽ thích món này. Cái này cho mày này. Tuyệt vời, Tom. Ôi không. Phải vứt nó đi đâu đấy. Xin lỗi Judy, phải giấu mày đi thôi. Tôi là tù nhân chắc. Nhanh lên. Tom, nghe mẹ gọi không? Không, quá trễ rồi. Giờ sao đây? Mày sẵn sàng chưa? Không. Tom, con để cái. Tom. Chào mẹ. Có chuyện gì? Nó đang cười. Tôi là con cá. Tom. Mẹ đã nói gì nào? Sao nó lại ở đây? Mẹ đã nói là mẹ bị dị ứng mà. Chưa đi. Chống không vậy? Sao vậy? Chưa đi. Mình phải đi tìm nó. Nếu mình là con mèo, mình sẽ trốn ở đâu? Hả? Nó đâu rồi? Bụi quá. Mình quên mất cái này. Wow, mình đã cất nó cho con mèo tương lai. Nó sẽ giúp con mèo thư giãn. Vẫn hoạt động. Thích quá.
Tao biết mày ở đâu rồi. Ôi không, cái gì vậy? Cứu tôi. Mày sợ cái này sao? Mắt rồi này. Hả? Cái đĩa của mày đâu rồi? Gì đây? Ew. Mình sẽ cần thứ khác. Nó ở đâu nhỉ? Tìm thấy rồi. Biết phải làm gì rồi. Đĩa hoàng tộc cho công chúa Judy. Ngon quá. Cá hồi sao? Đừng nói gì nữa. Không tin là nó nghèo quả đấy. Làm thôi. Hả? Tiếng gì vậy nhỉ? Ôi không, nó dễ chịu quá. Ha, mày thấy sao? Ew, con mèo này cần thợ làm tóc. Ha, chúng ta cần một tiền ấy khác. Ha, tìm thôi. Không, không được, không. Ta-da, mình biết là mình có nó mà. Nói lung lung ngò. Tôi nhớ, đưa đi. Nhất định phải thế sao? Wow, cậu biết tôi có thể tự làm mà. Thật ra cũng tốt. Đây là một tiền ấy thiết. Tom. Chết rồi, ta phải giấu mày đi. Nữa hả? Tom, bữa trưa. Tom. Tom, gọt đau lần tóc. Con bị sao vậy? Cái này cho tóc. Gì vậy? Bàn chải tóc của con gãy rồi. Thế, mẹ con thấy không? Con biết gì không? Internet khiến con kỳ quặc đấy. Mẹ nói đúng. Thôi nào, bàn chải, bàn chải. Mẹ đi rồi. Wishy, wishy, công chúa của ta. Tay mình. Răng của mình. Tay mình. Xin lỗi. Không sao. Hả? Chúng ta có thể xử lý mà. Chỉ cần hút nó ra. Wow, tiếp cận quá nhỉ. Ai đó đang rụng răng kìa. Wow, nhìn này chưa đi. Tôi muốn gắn nó lại. Để nó ở đây cho tiền răng nhé. Đến giờ đi ngủ rồi sao? Đến giờ đi ngủ rồi. Nếu may mắn, mày sẽ có một bất ngờ đấy. Đợi đã, kể chuyện trước khi đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Đó là bụi của tiên sao? Ta là tiên răng. La la la, người mạnh nhất của la la, cuộc sống muôn màu. Ta thu thập tất cả các răng lung lay. Hả? Có tiếng gì vậy nhỉ? Hả? Một cái răng. Một chiếc răng kèm lời nhắn. Đẹp quá. Đây là quà cho cô này công chúa. Một chiếc răng nữa cho bộ sưu tập của mình. Đến lúc ta phải đi rồi cưng à. Điều nhảy cuối cùng. Chuyên gia TikTok. Ta đợi chiếc răng sau nhé. Không phải của mình. Chào buổi sáng chưa đi. Anh chàng này bị điên lắm rằng. Mày sẵn sàng chưa? Một món quà cho mày. Đúng không? Một quả bơ. Đó là một bất ngờ nhỏ cho mèo. Nó không có mùi giống cá ngừ hay cá hồi. Wow. Mùi chuột kia. Chẳng đến từ hành tinh khác. Judy, mày còn sao chứ? Nhìn những màu sắc đó kìa. Tôi thấy Judy, sao? Tỉnh lại đi. Sao cậu không nói với tôi cậu cũng là một con mèo. Sáng quá. Mình phải làm gì đây? Ok. Tom. Mày phải trốn đi. Gấu trúc, gấu trúc, gấu trúc. Meow. Tom. Tốt quá. Mẹ cần một con trong số đó. Để làm gì ạ? Cho bữa tiệc hóa trang. Mẹ không có gì cả. Đừng chặn chưa đi nhé. Cái này được nè. Mẹ không nhớ là đã mua con gấu trúc xấu xí này. Tôi sẽ nổi điên đấy cô gái. Cậu nghĩ cái này được hơn đấy. Ok. Thật ra con nói đúng. Xin đỡ thì tiêu đấy chứ đi. Tom. Ném con gấu trúc xấu xí đó vào thùng rác đi. Dạ mẹ. Đừng lùa, mày không phải rác. Nhìn thấy rồi này. Không ai làm hại mày đâu, tao hứa. Tom. Gì nữa đây? Đừng giấu nữa, mẹ biết con có một con mèo. Sao cơ? Mèo nào ạ? Mèo này, giờ thấy tôi chưa? Gì đây? Cái gì vậy? Lấy nó ra đi. Chú Steven đây bị mất một con mèo. Tôi đã xem TikTok của cháu và nhận ra đó. Không nói yêu cháu. Đưa nó cho chú. Không, làm gì đi mẹ. Mẹ xin lỗi con yêu, nó phải đi. Cô ấy không muốn mình ở đây. Đừng lo lắng nhau. Sao cơ?
Không không không. Đợi đã. Gì vậy? Nhiều kỷ niệm quá. Cầm lấy. Cái gì đây? Đây. Nó thích massage. Dĩ nhiên rồi. Đây. Đây là puppet nó thích nhất và đồ chơi của nó. Đây là bộ pyjama yêu thích của nó. Bỏ đi. Tôi không có thời gian cho chuyện này. Tôi phải đi đây. Xin lỗi con yêu, nhưng nó là con mèo của chú ấy. Con ghét mẹ. Con yêu. Cái gì đấy? Anh ta quên mũ rồi. Đợi chút. Gì đấy? Tom. Đừng nói chuyện với con. Con phải xem cái này. Thú cưng là người bán thú cưng. Nhận nuôi thú cưng sao? Giảm giá khủng thú cưng á? Giảm 50% sao? Là chỗ này sao? Để xem thế nào. Ôi, xin chào, tôi có thể giúp gì? Chúng tôi đến để nhận nuôi mèo. Để tôi kiểm tra các lựa chọn. Xin lỗi, không có mèo. Sao cơ? Cô có chú đi của cháu mà. Bình tĩnh con yêu. Sao chỗ nhận nuôi lại không có thú cưng? Thôi đi, đó là cái... Xin lỗi, tôi không làm được gì cả. Phòng thú cưng sao? Mình phải vào trong. Ta cần ngay. Đừng ai nhìn thấy mình nhé, năn nỉ. Nó không khóa. Đây là đâu vậy? Cái gì vậy? Đồ của Judy. Chú. Judy. Phòng thú cưng đắt tiền à? Chắc Judy ở trong này. Tom, cứu tôi. Ở đây không có cách biết. Judy, đợi ta đưa mày ra khỏi đây. Đừng lo, là tao đây. Cậu nghĩ cậu thông minh sao? Ông cướp mèo của tôi. Ông chọc sai con mèo rồi. Ông sẽ phải hối hận về điều này. Chỉ là người sống là chính. Mặt của mình, quên mặt đàn trai của mình. Lấy nó ra, lấy nó ra. Con mèo già sao? Thằng bé đó. Mẹ, cho mình xem. Đừng lo chưa đi. Lại đây gọi. Nó ở đâu rồi? Cô là kẻ nói dối. Gì vậy? Nhanh lên, cô ta không đáng đâu. Chạy mất. Tôi không được trả lương cho việc này. Mẹ. Vào đi, nhanh lên. Chóng mặt quá. Ai đó ngăn nó lại đi. Con không đi được đâu. Gì vậy? Mẹ ơi, cứu con. Con mèo này là của ta. Anh đúng là người xấu. Tôi sẽ mách mẹ anh. Mẹ là anh hùng của con. Mèo, của con nữa. Chúng ta an toàn rồi. Mèo, con thích mở hồng đấy mẹ. Nhưng mẹ bị dị ứng mà. Đừng lo. Mẹ bị dị ứng với hoa, chứ không phải với mèo. Vậy Judy có gì đặc biệt nào? Con sẽ cho mẹ xem. Mèo, đến lúc rồi sao? Nó sẽ tự làm đau nó mất. Mẹ đừng lo, cho nó một cơ hội đi. Mèo, đây là đồ uống đặc biệt của mình. Một cốc trái cây. Lúc sau hãy rót nó nhé. Mèo, giờ tạo hình cho dưa hấu. Mèo, và trộn tất cả với soda mát lạnh. Mèo làm cocktail, không có gì để xem đâu. Mèo, và thế là xong. Wow. Con mèo của con tuyệt quá. Con nói mẹ rồi mà. Wow. Nhéo, ánh sáng gì vậy? Trời quá đi. Liệu có bánh thưởng phía sau không? Mau ra khỏi người tôi. Dặn tiếp đi. Nghe thấy chưa? Dặn. Đang dặn đây. Bé sắp ra rồi. Được rồi. Bé gái xinh lắm. Ta khá nhiều lông vào mũi màu hồng. Trời, bé đáng yêu quá. Tôi là mẹ hả? Gặp mèo con của tôi đi. Con, tôi cần oxy. Ôi không, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp. Thật ư? Mèo. Mèo, bắt nè, rác. Mèo, vị y như rác. Anh là ai? Hãy đi theo anh nếu em muốn được sống. Đi thôi. Ok anh luôn. Ở ngoài này bẩn quá. Có phải một chú mèo con không? Mèo, nó trông như thế nào? Em thật dễ thương. Ôi không,
Chúng ta phải đến bác sĩ thú y. Tôi cần gặp bác sĩ. Hả? Đúng, thấy chưa? Đợi tôi một chút xíu thôi. Có nhất thiết phải như thế không? Wow. Điều này quan trọng hơn. Tự nhiên, hãy đặt bé lên đây. Không sao đâu mèo con. Để tôi lo. Vâng, rất thú vị. Lau mồ hôi. Em ấy sẽ ổn chứ? Lâm ơi, lùi lại. Dòng điện đã kích hoạt. Có thành công không? Tôi vẫn đang đợi một nhịp tim. Nhìn kìa. Em không sao đâu cô bé. Anh đã cứu bé bác sĩ. Đi thôi. Em sẽ có một cuộc sống tốt. Có lẽ liên quan đến bạc hà mèo. Cô cần thuốc không? Cô đang làm gì thế? Ôi thật kỳ hoàng. Cái gì? Chị yêu em, chị yêu em. Được rồi. Hãy cho em ấy uống cho vitamin này và nó sẽ ổn thôi. Cảm ơn ạ. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi ngủ được chưa? Tạm biệt. Chúc may mắn. Nhau. Cái gì vậy? Anh có quên mất tôi không? Nhìn này mèo con, hãy đón chào ngôi nhà mới của em đi. Chào. Có phải một con mèo? Thật không thể tin được. Cho chị ôm nó. Ôi, xinh dã man. Bình tĩnh nào chị. Nghiêm túc đấy hả? Thế đủ rồi. Đó là mèo của em cơ mà. Này, tránh đường ra nào mọi người. Lái xe mới, cho qua nhá. Việc này sẽ khó khăn hơn mình nghĩ. Này, em thích không? Vèo. Dừng lại. Đưa mèo cho em. Hồi quá. Tắm cho em thôi. Yeah. Em sẽ không bị ướt đúng chứ? Mùi này thơm quá. Nghiêm túc đây hả Chloe? Ui, sai mục tiêu. Em thấy thế nào mèo con? Có chuyện gì vậy? Wow. Nằm im tận hưởng thôi. Wow. Oh yeah, dễ chịu quá. Mèo con này sắp sạch sẽ rồi. Chắc chắn. Tai trước nè. Có nhột không nào? Hãy nhìn những ngón chân nhỏ này. Thật đáng yêu. Wow, tuyệt quá, cứ tiếp tục đi. Wow, nhìn vui ghê. Em ấy sẽ thích nó lắm. Wow, oh yeah, đừng dừng lại. Mình sẽ ngủ mãi mãi. Vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ. Em đúng là chú mèo hoàn hảo. Chloe, chị đang làm gì thế? Chị kiểm tra thôi. Được đó. Cây khát nước không? Mùi gì hôi quá. Đinh đinh đinh. Ai lại gây ra chuyện này? Giống như tác phẩm của mèo con vậy. Em có muốn giải thích gì không hả? Mèo. Ai sẽ dọn dẹp đây? Mèo. Xin đừng giận em. Em chỉ là em bé thôi. Đôi mắt đó. Mình không thể giận em ấy. Chỉ lần này thôi. Em yêu chị rất nhiều Chloe. Chị cũng yêu em mèo con. Chị sẽ tự dọn dẹp. Đến đây. Chị sẽ không bao giờ nổi điên nữa. Thử thứ này nào. Mau chảo hộp cát của em đi nào. Thấy chưa? Vào thử đi. Giải quyết đi bé. Đây là gì? Bãi biển. Không đời nào. Em ấy không chịu. À đúng rồi. Mình chỉ làm việc này cho mèo con. Ghê quá. Không, nó vẫn còn ấm. Sao mình không đeo găng tay cơ chứ? Em biết phải làm gì rồi đấy. Thấy chưa? Vào đi. Quá là mệt luôn. Xin lỗi Chloe, chị có cái. Em có làm phiền không? Hình ảnh này có gì đó sai sai. Thấy chưa? Đó là cách em. Em không biết phải nói gì. Stella. Tuyệt. Không sao đâu mẹ con. Nhìn cái mũi cưng quá nè. Nhanh lên, đi thôi. Có cần thiết không? Đi nhanh, xe buýt sắp đi đấy. Trời ơi. Chị thực sự định để em ở đây một mình sao? Không, chúng mình phải làm gì đây? Chloe. Dùng cái này. Đó là camera. Đưa em thứ đó. Nó đã được bật chưa? Của em đây mèo con. Chị có chắc không? Tụi chị sẽ theo dõi em ở trường. Hoàn hảo, bye. Tạm biệt, ở nhà ngoan nha. Con người có quá nhiều đâu. Nhão, mềm quá nè. Hãy gửi một vài email. Ồ, có phải YouTube không? Đó là loại hình giải trí của mình. Không biết bạn mình thế nào rồi. Chào, đã lâu không mèo.
Hai chị đã về rồi. Cái gì nổ vậy trời? Mèo con, em mau lại đây. Chà, chuyện này không thể chấp nhận được. Em quá nghịch ngợm. Em ấy đi đâu? Ôi không, đằng kia kìa. Em ấy nhanh quá. Con mèo nghịch ngợm. Chà, mình phải dọn mớ hỗn độn này. Mèo, ôi thích quá. Stella, em sẽ không tin điều này đâu. Mèo con đang thịnh hành trên TikTok. Chị có đang nghĩ giống em không? Ồ, mèo con. Có cần đánh thức tôi như vậy không nhá? Hai cô gái, một con mèo đang gây bão trên mạng xã hội. Hãy nhìn mà xem. Tất cả đều là mèo. Mèo, mèo. Ngón tay ngon lắm hả? Hẳn là em đang đói. Em thích sữa không cô bé? Em cũng không biết nữa. Sao em không ăn? Canh cá chọn canh hả? Mình có ý tưởng này. Có mèo đói nào ở đây không? Đã có chị lo rồi. Mèo, mẹ ơi, là mẹ thật sao? Nó giống đến nỗi mình còn không nhận ra. Có bữa chưa? Món này ngon khó tin nha. Em thích nó. Cách này phát huy tác dụng rồi. Này, sữa đâu hết rồi? Thôi kệ đi. Em muốn không? Đến lời chị, chúc vui vẻ. Bé ngoan. Mình đã chờ đợi tập này rất lâu. Ôi không, tin nóng hả? Tin nóng đây. Hôm nay ta sẽ nói về người phụ nữ tìm thấy con mèo bị lạc trên TikTok. Có thể nào, không đời nào. Hãy kể câu chuyện của bạn đi. Tôi chỉ muốn tìm mèo thôi. Hãy mang nó về cho tôi. Em ấy đội một chiếc mũ và nhảy múa. Nhưng em ấy thuộc về tôi. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về con mèo này, xin vui lòng gọi số này. Có phải mèo con không? Có nên mèo của mình. Cái gì vậy trời ơi? Phải gọi cho chị ấy. Em không muốn, mẹ là của em. Bắt buộc phải vậy. Đôi khi em ghét chị. Có người gõ cửa. Đến rồi á. Thôi nào. Đến đây. Mèo của tôi đâu? Thật đáng sợ. Chỉ là ánh sáng chói. Thấy không? Xin chào. Là tôi đây. Trên tin tức. Được rồi. Hãy chăm sóc bé. Bé thích ôm lắm. Chắc chắn rồi. Em ấy rất nhỏ. Rất dễ thương. Đã đến lúc thả ra. Cảm ơn. Khoan. Tôi không thể. Khó đến thế hả? Mèo con của chúng mình đã đi mãi mãi. Đồ của bé. Buồn quá đi mất. Em buồn lắm luôn. Chị cũng vậy. Điện thoại, ai gọi nhở? Cô chủ mèo hả? Gì vậy trời? Mày là mèo của tao, mèo con. Hãy cười lên nhá. Mày sẽ khiến tao trở nên nổi tiếng đấy. Nào, nhảy đi. Nhảy. Xin chào. Mở cửa ra. Mình có mời ai đâu chứ. Đợi tao ở đây. Ê, xin chào, cô đã trúng xổ số. Giải độc đắc đấy. Cô sẽ giàu sụ luôn. Wow, hào hứng quá đi. Cô chỉ cần ký vào đây. Thế thôi á. Chị đến đón em đây mèo con. Đến lúc về nhà rồi. Meow, cứu em. Mình nhảy ra khỏi đây. Và xong rồi. Tiền của cô sẽ đến trong 2 ngày làm việc. 2 ngày. Phiền toái quá vậy. Cái gì đây? Chúng đã bắt con mèo. Mình sẽ mãi mãi nghèo đói và tầm thường. Tại sao? Cảm ơn vì đã cứu em. Em sẽ bên tụi chị mãi mãi. Đây là nhà em. Đúng. Nhà là nơi đãi mèo ăn ngon. Bố, cho con nuôi mèo được không ạ? Đi mà. Chúng ta có một con mèo ở nhà rồi. Thật chứ à? Dễ thương thế này. Này là đồ chơi mà bố. Ước gì mày là thật. Dù sao thì cũng tắm cho mày nhé. Mày là thật à? Mèo ghét nước, cô gái. Sao cô lại làm thế? Grace, có một con mèo ở đây sao? Mèo ư? Không bố ạ, con chỉ đang chơi đồ chơi thôi. Bố không cần phải biết. Mày sẽ ở với tao. Đợi ở đây nha, tao sẽ làm cho mày một ngôi nhà. Bắt đầu thôi. Tạm biệt đồ chơi. Tao cần chỗ cho Queenie. Tao không cần mày nữa. Bye bye. Nó sẽ giống như một lâu đài.
Tất nhiên nó phải màu hồng. Lần test cuối cùng và xong. Không biết mèo tiếp tầng mấy nhỉ? Cỏ cho thú cưng này hoàn hảo luôn nè. Hoàn hảo cho nó. Các tiện ích của mình đây rồi. Cảm ơn dịch vụ giao hàng La La. Mèo thích thùng giấy, cùng tái chế nhé. Mình đã xem trên 5 phút thủ công. Nó cần nhìn thấy mọi thứ từ trong nhà. Cửa sổ là cần thiết. Tuyệt vời. Bây giờ kép các thùng này lại để làm nhiều phòng cho nó. Nó sẽ có những căn phòng mới ấm cúng. Mèo thích những chỗ ấm cúng. Oh yeah, Queen này sẽ cần một tấm thảm. Và tất nhiên vẽ lên để nó trông đẹp hơn. Khung cửa này sẽ rất hoàn hảo nè. Trông dễ thương quá. Wow, màu hồng là màu tôi thích nhất. Cô có khiếu thẩm mỹ đây. Còn gì nữa không ta? Nhãn dán hình mèo. Mặc dù nó không thấy cô đơn. Dễ thương quá. Bạn bè trên khắp đường hầm. Nhãn dán hình người dễ thương khắp phòng mình thì sao nhỉ? Bố sẽ thích lắm. Tức là bố không được biết. Xem này, một nơi hoàn hảo cho mèo. Woohoo. Ôi, nó sẽ cần một pháo đài khác để sau đi. Wow, nước cho nữ hoàng này. Yeah yeah. Lắp đặt rất dễ. Và đã xong. Yay. Nên đặt đài phun nước ở đâu nhỉ? Biết rồi. Mèo thích leo trèo. Và nó sẽ trông thật đẹp. Kệ chắc chắn. Một nơi hoàn hảo. Bật lên nào. Wow, đài phun nước y như thật. Nhưng để uống. Ôi, mèo sẽ thích lắm đây. Thêm nhiều đồ trang trí nữa. Êm quá. Trong trường hợp ai đó không biết đài phun nước này dùng để uống, đã khác ha. Ai đó, chúng ta làm việc có khách. Chào, giờ thức ăn cho mèo à? Chúng tôi không mời mèo. Cho con đấy, cho con mèo này. Xin lỗi, chúng tôi không cần đâu. Bye. Ai đó đang mà, tạm biệt. Thức ăn cho mèo sao, không phải chứ. Hy vọng anh ta chưa đi, đợi đã. Ôi, giờ phải làm đồ chơi để cao. Một cây cột trên đế gỗ. Nặng quá, nhưng Queenie sẽ thích. Mình sẽ làm món đồ chơi tuyệt nhất. Cuốn dây xung quanh cột. We're never gonna stop turning round and round. Tải cuốn cho thật chặt. Vẽ lên rồi đặt một cái chuông trên đó. Như này nè. Xong rồi. Đồ chơi dễ thương và ngộ nghĩnh nhất. Queenie sẽ thích lắm. Xin lỗi bố. Đúng là một cuộn dây thú vị. Tao sẽ làm một chiếc giường cho mày Queenie. Những chiếc tất này hợp nè. Và cũng có dạng nữa. Cắt chúng một chút nhé. Chắc chắn nó sẽ đỡ được Queenie. 4 phần. Bây giờ đặt gối lên. Buộc lại. Và một chiếc võng hoàn hảo. Sẵn sàng để kéo giãn. Treo lên nào. Một người bạn mới cho Queenie. Âm cung quá. Mùi gì vậy? Mùi kinh quá. Phải bỏ tủ lạnh thôi. May là mình đã có cái này. Tủ lạnh nhỏ. Nó dành cho các bữa tiệc mình ngọt và đồ ăn nhẹ. Đèn của nó rất đẹp. Nhưng đồ ăn cần nó hơn. May ở đây. Và cây nữa. Giống như chỗ nấu ăn vậy. Mình giỏi việc này ghê. Mèo, này mèo. Hãy đến và chiều tôi đi. Ta sẽ làm cho mày một cái tivi. Có ý tưởng này hay cực. Đây, ta đã làm cho mày một cái tivi. Từ giấy bìa. Một tấm bìa cứng màu hồng. Mình sẽ làm một cái khung cho iPad. Tất nhiên không thể thiếu nhãn dán. Thấy không? Gắn. Và xong. Chúng ta sẽ xem phim vào buổi tối ở đây. Đây sẽ là phòng khách. Giờ cái này. Yay, đồ chơi mềm mại của mày. Hoàn hảo cho phòng tivi. Cái cuối cùng nè. Sofa tuyệt quá đúng không? Bây giờ xem cắt ổn không nha. Chỗ ướt đã cứng lại. Và với một cái xẻng nhựa. Không, với tiện ích đặc biệt này, hãy lấy chỗ ướt ra. Lắc lắc lắc. Và quăng nó vào túi. Phần kinh khủng nhất. Lấy túi ra và vứt đi. Tao rất yêu mày đấy Queenie. May mắn là có người làm ra các tiện ích như này. Xong.
Tiếp tục nào. Kẹo ngọt, ngon quá. Cái lọ. Mình có thể làm gì đó với cái này. Kẹo để sau đi. Mình cần một ít nước. Chắc chắn nó sẽ trông rất tuyệt. Thủy cung thú vị ghê. Bỏ đá trang trí vào. Bắt buộc phải có trong bể cá. Một số cây giả hợp đấy. Và những người bạn nhỏ. Tất nhiên rồi, chỉ là đồ chơi. Yay. Tất cả vào đi. Không. Wow, tao đã làm đấy, Queenie. Chà, ít nhất là được trang trí đẹp. Mình sẽ dùng cái này làm gì nhỉ? Biết rồi, một hồ bơi mềm mại cho mèo. Ở đây sẽ hoàn hảo đấy. Đổ đầy những quả bóng mềm mại vào nào. Tuyệt quá, dễ thương ghê. Thêm đồ chơi cho mày nè. Quả bơi này sẽ làm mày dễ chịu hơn. Tao sẽ đặt trong phòng chơi. Và tất nhiên, không thể thiếu một bức tranh đẹp. Ở đây, kệ trên cùng nhé kênh. Và một quả bóng disco cho các bữa dạ tiệc. Queenie, Queenie. Đến lúc mở tiệc. Rồi, chuyến tham quan phòng nhảy disco. Yay. Mày uống nước nè. Giường bập bềnh siêu ấm cúng. Chỗ nấu ăn và cây xanh. Phòng xem TV cho mèo tuyệt nhất. Một phòng chơi cực kỳ hiện đại và nhiều màu sắc. Wow, mình còn có nhiều hơn. Quả bóng bể cá mà mình đã mua trên mạng. Nó thậm chí còn có đế gỗ nữa. Đồ chơi lăn và cào được cho chú mèo ngoan nhất. À, chúng ta còn có đồ chơi công nghệ này cho mày nữa nè. Bật nó lên. Và chơi thôi. Nếu để nó dưới đất, nó vẫn di chuyển. Mày sẽ có rất nhiều thời gian để chơi. Ôi, cái này để làm gì vậy? Nó không hoạt động. Gì vậy? Đó là một món đồ chơi robot. Đến giờ chơi rồi. Trông mệt quá. Đủ rồi. Món đồ chơi cuối cùng. Nặng quá. Không công nghệ lắm. Wow. Có thể kéo dài được. Wow. Bạn có thể làm bất kỳ hình gì. Hình tròn là hình đúng nhất. Và bây giờ quả bóng nhỏ có thể lăn. Nó vẫn rộng ra được nữa đấy. Chơi rất vui. Nó dành cho mèo, không phải cho con nít. Mày ngủ rồi. Phòng của tôi xong chưa? Cái này cho mày nè. Lâu đài này cho tôi sao? Wow, cô giỏi thật đấy gái. Chiếc võng sao? Tuyệt quá. Tôi muốn khóc đây. Ngay cả mèo Kitty cũng không có đường hầm này. Thứ màu tím và sáng bóng này là gì vậy? Tôi chỉ muốn đánh nấp cả ngày. Quả bóng bên trong dĩ bìa sao? Sáng tạo ghê. Nó đi đâu vậy? Trời ơi, không biết bắt đầu từ đâu luôn. Cái bát êm ái của tôi sao? Cô thực sự suy nghĩ thấu đáo đấy. Giờ xem thử phòng khác nha. Tao rất thích mấy đồ chơi dễ thương trong phòng xem TV. Và nếu khác mình có một đài phun nước. Ý tối là Grace, phòng xem TV tuyệt quá. Gì đấy, thức ăn tươi cho mèo. Wow, mình đang ở trên thiên đường. Cá hơi lạ nhưng không ai là hoàn hảo cả. Cái gì đây? Mày sống sao? Ok, xem đường hầm nào. Không có sự riêng tư ở đây hả? Ấm cúng quá, thực sự rất ấm cúng. Mèo rất thích kìa. Grace, đây là gì vậy? Con đã xây đấy. Để bố xem. Đừng hét lên nhà bố. Tuyệt quá. Một con bướm. Cái gì thật đó vậy? Không. Gì vậy? Gì đây? Xin tôn trọng sự riêng tư. Ôi không. Nó dễ thương quá. Bố sẽ cần phải uống thuốc. Yay. Không được Lola, tôi không thích kiểu này. Đang TikTok mà. Cô ấy đến rồi. Chở ngoan hơn. Chào các gái, thấy trang phục mới của tôi chưa? Mèo ngoan hơn.
Ồ, tớ sẽ làm căn phòng bí mật. Tớ cũng thế. Nào, Kitty. Ờ, mình ghét chó. Nào, thoải mái. Chắc mình sẽ lấy giường trên cùng. Yay, mọi thứ đều hồng trong nhà của mình. Không được, tớ sẽ lấy giường này. Nào, giải quyết việc này đúng cách đi. Ouch, ouch. Được thôi, cậu thắng. Mèo một, chó không. Dù sao thì Milo cũng sợ độ cao. Thỏa mãn ghê, gỗ tốt đấy. Có thể dùng cái này trong phòng. Ồ, bà Kitty không thích mấy cái gối này. Tạm biệt ngài Teddy. Ha, mình màu xanh. Da bu di da bu da da ba bu di da. Ồ, trông nó đẹp hơn mình nghĩ đấy. Cái này nặng quá, nhưng trông rất đẹp. Kitty sẽ thích lắm. Cơ này rồi. Ồ, bé cưng. Phòng sao rồi, khi nào thì xong? Ồ, tao cũng yêu mày. Wishy wishy wishy. Naomi. Ôi, tớ xin lỗi. Ngay cả gần nhau trông chúng cũng đẹp. Sẵn sàng để trang trí rồi. Yeah, tớ thích trang trí. Hả, của tớ sẽ đẹp để xem. Cửa cho chó này hoàn hảo luôn. Wow, rất hợp với nó, nhưng còn thiếu gì đó. May mắn mình đã xem hướng dẫn DIY. Dễ như ăn bánh. Cửa cho Milo đã xong. Khung này rất hợp với mèo đấy, nhưng quá trơn với Kitty. Biết rồi. Ơ, thời buổi sáng. Xin lỗi bố. Con gái, nữa hả? Xin lỗi bố, con chỉ cần đầu bàn chải. Đúng vậy, thứ quan trọng. Bây giờ mình sẽ dán quanh rìa. Mình sẽ làm cửa bàn chải. Xong, cửa bàn chải lông cho Kitty. Không biết với mình thì sao? Wow, đẹp xong còn hồng nữa. Ok, đủ rồi. Ôi không, cứu, giúp tôi ra với. Tôi bị kẹt. Đẩy, Naomi, đẩy tôi ra. Đang đẩy nè, sẵn sàng chưa? Một, hai. Xin lỗi. Cảm ơn cậu. Không có gì, đầu của mình. Mấy thứ dễ thương này hợp với tường nè. Và mình chỉ cần bút dạ thôi. Dán khuôn lên và dùng bút dạ tô màu. Như vậy nè. Cưng như Kitty vậy. Mình giỏi việc này quá. Mấy cái khuôn này tuyệt ghê. Mình đã làm khắp các bức tường. Mày thích không Kitty Kitty? Tất nhiên nó lại ngủ rồi. Wow, mình cũng sẽ làm giống vậy. Ha, chuẩn bị khuôn và tô màu nào. Trông không giống Milo, nhưng chó vẫn là chó. Xong, vài vết chân đen cho cân với màu hồng ở bên cạnh. Oh yeah, mình đúng là họa sĩ. Sẽ làm hợp với hồng hơn, cô không nghĩ vậy sao? Hồng á? Thật chứ? Sao? Màu đẹp mà. Wow, làm vài đồ chơi vậy. Với cái cột cực nặng và sợi dây này, mình sẽ làm một món đồ chơi để nó cao. Chỉ cần cột đầu dây, rồi quấn dây quanh cột như thế này, thật chặt. Tất nhiên, nó phải có nhiều màu, nên phải sơn lên. Và cứ cào thoải mái nhé. Đồ chơi để cào cho bộ móng. Âu, chà, móng của Kitty. Móng của mình. Hả? Có lẽ cô ấy vừa nhìn thấy một con gián. Yay, tiếp tục làm đồ chơi mới cho Milo nào. Chúng ta sẽ cần tay áo của áo nỉ cũ, một cái chai rỗng và ít đồ ăn vặt nữa. Đổ đồ ăn vặt nó thích nhất vào chai. Milo thích xương nhỏ. Sau khi đầy thì đậy nắp lại. Mùi thơm ghê, nhưng mà cũng ồn ào lắm. Bây giờ dùng tay áo bọc cái chai lại, giống như nó là cánh tay vậy. Bây giờ buộc hai đầu lại thật ngộ nghĩnh để nó chú ý. Xong, Milo, nhìn này. Ngầm 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 ngầm, tối xong. Milo. Tôi lớn rồi chứ cô bé nữa đâu. Nào đi. Phải đi thôi. Và xong bức tường gia đình. Gì nữa? Cái giường. Xin lỗi bố. Con gái. Oopsie daisy. Gối và một chiếc áo nỉ cũ. Dùng áo nỉ bọc cái gối ấm áp. Gấp phần eo để giữ gối và nhồi phần còn lại với bông hoặc bất cứ thứ gì mềm mại. Phải đảm bảo là nhồi cho căng, nó phải cực kỳ ấm áp. Sau đó cột hai tay áo lại như này, thật chặt.
để xuống, chỗ nào cũng phải ấm cúng. Ừ, xong rồi. Ở đây, giữa gia đình. Milo đến đây, giường ấm áp này. Dành cho người trưởng thành như mình. Ồ, bé cưng của mình. Washi, 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 washi. Kitty thích ngủ lắm. Mình có ý này. Một, hai, lột vỡ ra. Mình sẽ làm giường êm ái từ vỡ và gối yêu thích của bé. Màu sắc cũng hợp nữa. Làm qua cho cái gối. Như này, để thành một cái võng. Và treo nó lên mái nhà. Woo, có giãn và thoải mái nhỉ. Kitty, thử xem. Giường mới đấy. Thật chứ cô gái. Đi nè, đẹp lắm. Au. Hử, cậu có sao không? Cứ coi là không sao đi. Đừng bận tâm. Milo, mày có khát không? Chà, đi uống trong bụng tôi đây. Làm sao? Mình đã xem trên kênh 5 phút thủ công. Đồ uống nước với băng gai dính và chai nước. Dán một nửa băng gai dính lên. Nửa còn lại dán lên đế đã làm sẵn cùng bát nước. Sau đó cố định, mở chai nước ra. Nước sẽ chảy và đổ đầy bát. Và một khi đầy, nó tự dừng lại. Nằm mọi người ơi. Bé cưng. Ushi, ushi, ushi. Ý tưởng hay đấy. Dù sao, mình cũng có tiện ích. Đài phun nước cho thứ cưng sang chảnh. Và chỉ cần đổ đầy nữa, rồi bật nó lên. Tiện ích hoàn hảo cho thứ cưng hoàn hảo. Nó thậm chí còn trông giống đài phun nước thật. Đây Kitty, tao biết mày đang khát mà. Thử nước mát đi. Từ đài phun nước sao? Nhìn nè, dễ lắm. Hả? Lula, có đó không? Có. Đây là đài phun nước để uống. Tớ mang cho cậu thôi. Nhỡ đâu cậu đang khát. Cảm ơn. Ok. Lula, đồ ăn đâu rồi? Cái đĩa bình thường á? Chán quá. Đây, ta có cái này cho mày. Tiện ích mới. Ồ, nó trông đẹp hơn trên trang web luôn. Nhìn nè. Đây là tiện ích ăn uống đấy. Mở nắp và đổ đầy đồ ăn nhẹ vào. Sau đó cột hai tay lại như này, thật chặt. Nhìn nè Kitty, nó giống một cái bát nhựa. Nhưng mày phải đụng nó. Và mỗi lần mày đụng, nó sẽ đổ đồ ăn ra. Đói hoa mắt lâu à. Chồng đắt tiền và sang trọng đấy. Nào quả bóng cho tao ăn ngay đi. Cuối cùng mày cũng thích. Tiện ích ăn uống sao? Nghĩ mình rất thông minh sao? Mình cũng có tiện ích. Tiện ích ăn uống. Nó trông đẹp hơn trên trang web luôn. Yay, thử xem nào. Bỏ đầy đồ ăn nhẹ vào các lỗ. Chúng phải nhỏ thôi. Bỏ mỗi miếng vào một lỗ và che lại bằng nắp trượt nhỏ này. Milo, lại đây xem nè. Công nghệ này là gì vậy? Nhìn kìa, đồ ăn. Sao đầy đồ ăn luôn, chuẩn thiết đường. Ồ, mày hiểu rồi đấy. Nhanh thế. Tôi lúc nào có thể nhé. Dễ vậy sao? Mình nghĩ mình nên thử. Đúng vậy, với một ít kẹo. Sau khi rửa sạch, tất nhiên. Và che một cái bàn xoay ở giữa. Hãy đổ đầy các loại kẹo vào. Nắp trượt, chặt vào đấy. Bỏ thêm một ít kẹo nữa nhé. Bát đựng snack tiện dụng cho các bữa tiệc. Và mũi tên màu đỏ ngẫu hứng. Nom nom nom, nên thử cái nào đây? May mắn đi, cỏ quay ăn vặt siêu đỉnh. Có gì dưới nắp trái tim tím nhỉ? Một đống Skittle, yay, món mình thích nhất. Nom 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 nom. Ăn như Milo, nom 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 nom. Này, Naomi, cái gì? Naomi. Chào. Đẹp đấy. Sofa này êm quá. Mày cần giường lớn hơn. Xe nào cũng có lốp dự phòng. Milo chỉ có một giường. Biết rồi. Với lốp xe, mình sẽ làm giường lớn hơn. Mình xem mẹo này trên YouTube. Tháo mặt trong của một bên lốp ra. Bây giờ sơn lốp xe. Mình sẽ sơn màu trắng. Nó phải hợp. Khi màu của đế đã có, bây giờ phải trang trí lốp xe. Dùng sơn xịt tiện hơn nhiều. Milo sẽ thích cho xem. Màu cam của nó mà. Bây giờ, cần một cái gối ấm lớn hơn để đặt vào lốp xe. Bạn có thể làm một cái với vải và bông. Để mày thấy ấm áp nhé. Đảm bảo là cái gối mới lấp đầy lốp xe nhé. Như vậy sẽ rất thoải mái. Giờ để nó gần ghế sofa. Milo, đến xem nè. Ấm lắm. Có nhiều thế. Cô cũng là chó sao?
nhìn nó đẹp chưa nè. Milo, mày sẽ thích đấy. Cậu đang tao cũng sẽ làm giường cho mày với chiếc hộp gỗ cũ này. Tôi thích võng hơn. Đừng lo, tao sẽ trang trí nó. Tao sẽ để chiếc chân mày thích nhất bên trong cho thoải mái, và cả đồ chơi và trang trí. Đúng là chiếc giường hoàn hảo. Đừng quên một số hình dán sặc sỡ và ngộ nghĩnh để che màu gỗ cũ nhé. Và cứ như giường mới toanh. Nhìn nó hợp với phòng chưa nè. Tuyệt vời, Kitty, đến đây. Lâu là không phải chứ, tôi không có hứng. Nó, đâu chơi. Thật chứ, Kitty? Đừng nói là tôi không cảnh báo nhé. Chắc là mày không thích nó. Chúng ta cần những hình mới. Mình sẽ làm khung hình độc đáo nhất. Mình chỉ cần một tấm bìa và bút dạ. Mày sẽ trông rất dũng cảm và đẹp trai. Nhìn xem mẹ làm gì cho con nè. Chào Milo, tôi là Crypto. Nhìn này, mình là siêu cool. Trời ơi, mày dễ thương quá. Cười với mẹ đi. Bây giờ góc này. Thôi, quá nhiều rồi. Milo, ngôi sao Hollywood bé nhỏ. Sao ồn vậy nhỉ? Phải đạo ý tưởng này. Mình cũng có bìa cứng và bút dạ. Gì vậy? Lâu quá, dừng lại đi. Mày nghĩ sao? Tôi là Batman. Kitty, nó dành cho mày đấy. Đến đây, chụp nào. Tôi nghiêm túc đấy, Lola. Mày dễ thương ghê. Để tao chụp ảnh. Kitty, em đâu rồi? Mày đi rồi. Giả chết, cô ấy sẽ bỏ đi. Mày nghĩ sao, Milo? Đáng lẽ nên đẹp hơn, nhưng cũng được. Ôi, phòng bí mật quá hợp với mày luôn. Thật yên bình. Công chúa nhỏ dễ thương. Phòng nào chủ nấy. Nếu là bí mật sao cô vẫn ở đây? Nhìn xem cô rất tuyệt, nhưng mèo rất độc lập. Để tôi yên, cô ấy lại đến nữa. Phòng tớ đẹp hơn. Nói vậy gì thôi cơ? Còn lâu nhé. Của tớ đẹp hơn nhiều. Phòng của tớ đẹp hơn. Không, phòng của tớ đẹp hơn. Phòng của tớ đẹp hơn. Phòng của tớ đẹp phòng hơn. Phòng của tớ đẹp hơn. Kitty? Gì cơ? Gì? Màu xanh hợp với cá tính của tôi hơn. Nhìn lén trên này xem. Đủ phản bội. Như này, cái tên cho mình giường của cô ấy. Chúng ta đổi phòng nhé. Ừ. Làm thôi. Tránh ra nào. Tránh ra, cho tớ qua. Mày thích không? Cuối cùng thì cũng ưng nhỉ. Cô biết gì không? Tớ thích cô tích cực thế đấy. Tớ nên biết mày thích màu hồng hơn. Trời đi. Wow, ngay cả view cũng đẹp hơn. Bye bye. Hẹn gặp sau nhé. Mèo đồ chơi cưng ghê. Ok, cho em vào nước để em nở ra nào. Lau tay cho khô ráo thôi. Wow, mèo lớn nhanh quá. Mèo, mèo ơi. Bé con, lại với mẹ nào. Wow, đúng là phép màu. Để mẹ bế mấy cưng vào phòng nhá. Không thể để bố thấy được. Mèo. Không. Thì thằng ấy cứ là hay. Mèo ơi, mèo ơi. Nhà mới của các bé này. Mình sẽ là một bà mẹ mèo xịn sò. Hay là xây nhà mèo dưới giường đi. Mình không cần cái này. Làm tường cho nhà của mình bằng bìa cứng đi. Mình sẽ đóng đinh bằng cái khoan này. Đặt đinh lên bìa cứng và xoắn em với khoan thôi. Tuyệt. Thêm chút màu mè cho tường thêm xinh nào. Xịt màu xanh dương là hợp lý. Và xong. Wow, xanh quá trời. Bé mèo này cưng ghê. Mèo. Đặt hình lên tường nè. Xinh. Wow, mèo múc sơn màu hồng nào. Nhìn như món kem dâu á. Sơn chỗ nào trước nhở? Ok, bắt đầu từ tai nhá. Rồi tô màu phần cằm. Ui,
quên mất còn tay kia và mắt. Yay, hưởng dễ sợ. Giờ cẩn thận lấy khuôn tô khỏi tường. Và mặt mèo đã xuất hiện. Mèo. Cưng quá à. Hả? Hả? Cái này an toàn không? Ui, toàn là gai. Dùng đôi tai mèo này đi. Kitty Roxy, mèo. Đặt tai mèo lên chỗ cái lỗ nè. Nhìn ok la rồi. Nè, bố mua cho tớ đó nha. Mình là công chúa mèo. Mình có ý này. Cái gì dính vào răng mình vậy? Ui, bán chạy của bố. Bẻ cái đầu ra nè. Ui. Hả? Gì? Sao gãy thế này? À, ok, lấy cái khác vậy. Yay, đúng thứ mình cần. Dán đầu bàn chải quanh cái lỗ nè. Rồi đặt thảm cỏ xanh bên trong. Mèo, giờ cái lỗ an toàn cho mấy bé mèo rồi. Áo, thảm cỏ mềm y như gối luôn. Nào mèo con, vào nhà mới đi bé. Wow, tuyệt cú mèo luôn mẹ ơi. Ồ, oh, khát nước quá à. Uống nước từ bình hoa này đi. Chả có còn hơn không à? Bố ơi, đừng. Con cần nó à? Ai trộm nước của mình rồi? Mình có thể làm bể cá cho mèo với cái bình này. Mọi người xem mặt khổng lồ của tớ nè. Mình cần chút đồ trang trí nữa. Oh, nhìn đỉnh quá. Wow, bỏ vào bình hoa thôi. Đầu tiên là cho vỏ sò vào tảo vào đây nào. Rồi thêm chút sò trang trí. Hoàn hảo. Yay, oh, tai ngứa quá. Có gì bị kẹt mất rồi. Kinh. Wow, đồ chơi cho cá. Khoan, mình đang làm gì nhở? Cho cá này vào bể sinh thôi. Thêm vài người bạn nữa nhé cá cưng. Tuyệt cá nè mọi người. Tuyệt, bể cá của mình xong rồi. Mèo, có cá thật sao? Tuyệt. Mèo, cái mềm mềm kia là gì vậy? Thôi kệ đi, mình thích cá hơn. Ngã lành. Xem mồi cá của chị nè, giống chưa nào? Tuyệt. Muốn ăn nữa quá. Ôi không, mình ăn hết mất rồi. Nhưng mình có cách nè. Làm đồ chơi cho mèo từ ống bim bim thôi. Vết keo vào đáy ống nè. Rồi dán đầu sợi lên lên chỗ keo hồi nãy nhá. Và dựng thẳng ống lên. Giờ cuốn dây quanh ống từ dưới lên trên. Wow, cứ như tàu lượn siêu tốc vậy. Đụng một cái lỗ hình oval trên thành ống. Rồi cho những quả bóng màu sắc vào nè. Và đóng nắp ống lại. Wow, mình vừa làm một món đồ dễ thương cho mèo. Thử phát xem nào. Lại đây bóng ơi. Trò này vui ghê. Dây thừng. Ở đâu ra vậy? Làm bàn cào cho mèo được á. Đầu tiên là gắn ống vào đế gỗ nha. Rồi tạo một cái vòng từ dây thừng. Và cuốn nó lên ống như tớ làm. Nhớ đăng ký lớp thủ công của tớ nha. Wow, xinh xắn quá trời. Và cuối cùng là một quả bóng bông. Gắn nó lên đỉnh ống nè. Cây cào của mình xong rồi á. Yay. Hả, cái lỗ này ghê quá à. Oh, mình có cách rồi. Gắn đèn laser mới toanh lên đây là được. Tuyệt vời. Mình có thể làm một chú mèo luôn á. Thêm mắt và tai xinh là được. Đèn laser mèo cute ghê. Cái gì vậy? Mẹ đi đâu vậy? Wow, bận quá trời luôn. Mình muốn làm lên đó. Đây, mèo, sao mà chán ghê. Wow, cảo đã quá. Hả, gì đây? Hả, được rồi. Cái gì? Này, khoan đã nào, mình không phải mèo. Đây là mèo nè. Cậu phải giúp tớ đó nhá. Đơn giản thôi bạn hổ bé. Biến cậu thành vàng bằng sơn xịt nào. Wow, cậu thích không hổ bé? Tuyệt, quý sật tộc nhá. Giấu cậu bằng cái tô này nhá hổ bé. Đỉnh. Wow, mình làm được cái tô chống ngủ cho mèo nè. Cho đồ ăn bé thích vào đây. Tuyệt. Lướt mạng một tí nào. Ồ, bé con ơi. Mèo con bé bỏng. Ồ, sao mình làm được nhở? Wow, hình mặt mèo đáng yêu nè. Mình có ý hay lắm. Đặt màu mèo xinh lên bàn nhá. Sẵn sàng chưa? Súng bắn keo. Chuyển nha. Nhỏ đầy keo lên mặt của mèo nào. Wow, trông như thạch luôn á.
Xin chào bạn thầy Cute. Cảm ơn súng keo. Giờ dùng một mảnh giấy sáp và đặt nó lên mặt đầy keo của mèo. Mình cần ép nó xuống một tí. Dùng mảnh gỗ này đi. Ok, 1, 2, 3. Wow, mình làm đồ lăn luôn. Thử xem sao nhá. Lăn trên mặt mèo giống như làm pizza. Ok, xem kết quả nào. Cẩn thận lột miếng giấy khỏi mèo nè. Wow, bé mèo cố định bên dưới keo khô rồi. Ok, cầm cậu lên xem tí nha. Wow, bé mèo của mình sáng ghê. Mình sẽ dùng ảo thuật. Wow, vòng cổ mèo cứng xỉu nè. Cú tè ghê. Vòng này tuyệt cú mèo quá. Cảm ơn mẹ. Ok, xem bên trong có gì nhá. Wow, quá trời gấu bông. Nhưng sao sửa bây giờ? Mình có cách rồi. Đặt ngăn kéo lên sàn nhá. Dùng thảm lông hồng phủ lên. Rồi thêm gối ngôi sao đáng yêu và bóng đồ chơi. Tuyệt. Wow, bé sẽ ngủ rất ngon trên cái giường này á. Đặt cưng vào phòng mèo nhá. Chúc bé ngủ ngon. Thêm vài món đồ chơi nào. Đồ chơi lật đật nè. Và con que mèo xịn sò. Yay, wow. Bố. Mình phải thật lén lút để bố không thấy. Gì vậy? Làm máy cho mèo ăn nhá. Đầu tiên là cắt đáy của chai đi. Rồi đặt nó xuống sàn nhá. Mình cần dây nữa. Mình có thể dùng dây chun quần nè. Ouch. Yeah, được đó nha. Đặt dây chun vào đáy của cái chai nhá. Rồi dán nó bằng súng bắn keo. Tuyệt vời. Sau đó mình sẽ cho ém vào chai dựng ngược. Đinh đinh. Và gắn cầu bông vào sợi dây. Dán nó lên tường nào. Nice. Tiếp theo là cho đồ ăn vào chai. Wow, máy cho mèo ăn xong rồi. Thử một phát nha. Đinh. Hiệu quả này. Yay. Ủa, mình làm gì vậy? Ew, kinh. Ouch. Là gối hả? Làm xích đu cho mấy bé thôi. Mình cần dùng vớ quần. Sắp được. Bực thế nhờ. Người bạn kéo ra tay đây. Cắt ống quần làm đôi. Tuyệt. Làm với hai bên quần luôn nha. Rồi chia các mảnh ra đều nhau. Sao cho nó giống chữ X. Đặt gối ở chính giữa nha. Rồi buộc các mảnh lại với nhau. Wow, xích đu mèo hoàn thành rồi. Thử với bé mèo đồ chơi nào. Yay. Bố ơi, không. Mấy cục giấy này là thế nào chứ? Ôi không, bố đang dọn nhà. Mình phải làm gì thôi? Mình thích dọn dẹp vào thứ sáu. Chào nhà rác, xử lý mình xong rồi. Xin lỗi bố, cho con mượn xô nhá. Mong bố không giận con. Đây rồi. Cắt một hình oval bằng dao dọc nè. Tuyệt. Học karate đúng là có ích luôn. Wow, cửa của nhà cho bé mèo á. Gấu bông á. Nhớ tớ không? Tớ sẽ giúp các cậu. Sẵn sàng đáp đất chưa nào? Bay nè. Làm thảm cho nhà mèo của mình thôi. Đầu tiên là thủ keo lên thảm cỏ tròn. Wow, keo nến nhìn xinh xẻo thật đó. Giờ đặt gấu bông vào phần chính giữa thảm cỏ. Rồi thêm những con khác ở xung quanh. Tuyệt, thảm gấu đã sẵn sàng. Đặt ém vào đáy của xô nào. Thoải mái ghê. Và cái khoan đến rồi đây. Đục lỗ xung quanh mép của cái xô nào. Vroom vroom. Tuyệt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp theo, xỏ thừng vào lỗ nhá. Rồi xỏ qua lỗ ở phía đối diện. Xong làm tương tự với những cái lỗ khác trên xô. Mái kiểu bàn cờ nè. Và cuối cùng thắt nút dây thừng lại là xong. Mình làm cái này giỏi hơn buộc dây giày nữa. Wow, cực kỳ chắc luôn á. Nhà mèo hoàn thành rồi. Đỉnh của chóp. Mèo, ngôi nhà này đỉnh ghê. Gì đây? Bắt này. Ngon quá đi. Mèo,
Này, đừng bay đi mà. Tôi đâu? Mèo, quả bóng xẻ kỳ cục này là sao ta? À, đây rồi, đồ ăn biết bay. Ta sẽ bắt cậu. Này, cậu đi đâu thế hả? Được rồi. Wow, nhà mèo đã xong xuôi. Xinh quá. Và chi tiết cuối nè. Xin lỗi bố. Chuyện gì vậy trời? Này, Rishi, trả rèm cho bố mẫu. Ok, treo nó lên nhà mèo thôi. Tuyệt vời, cái rèm này hợp ơi là hợp. Yeah, giờ nhà mèo bí mật đã thực sự hoàn thành. Yêu mình bé quá. Giờ xem bên trong có gì nha. Wow, chất như nước cất. Đi này, con là mèo đáng yêu. Nếu thích thì hãy bình luận mèo ở phía dưới nha. Hoan, xem đồ ăn bay của con này. Mèo, cô chú là ai? Sao mà nhiều người quá vậy? Wow. Lại là cô chú. Nè, con đang trốn sau bể cá. Trong này có nhiều cá lắm. Cô chú giúp con bắt nó nha. Nhưng đừng mách mẹ nhá. Mèo ơi, mèo ơi, mèo ơi, mèo ơi. Con đến nè, mami. Mèo, cái vòng cổ này xinh xẻo dễ sợ. Của con hả mẹ? Mèo. Ai vậy ta? Mèo, gì vậy? Mèo, khát nước quá. Mèo, mẹ đựng con đi mẹ. Bé đáng yêu ghê. Không ai tìm thấy con trong nhà bí mật đâu. Roxy. Ôi không. Này Roxy, bố đang nghĩ là lại mày đó hả? Chào bố. Bố cho mẹ ở lại nhá. Bố bảo rồi, bố bị dị ứng mà. Đáng yêu quá đi mất. Thật ạ? Nhìn ghét thật luôn đó. Dạ. Ok, cho mẹ ở lại đấy. Yeah. Thật ạ? Yeah. Mình thích bất ngờ lắm. Yeah. Trò này vui quá trời. Yo. Đưa tay cho mẹ nào bé con. Giờ cẩn thận đưa nó vào. Đừng nhìn nha Grace. Cái gì vậy? Giờ mở mắt xem đi nào. Đuôi cún hả? Màu nâu nâu. Bố mẹ mua cún cho mình. Ôm đã quá đi. Con bé không đến sao? Phải chăm kỹ nếu con muốn nuôi nhá. Dạ vâng, còn có dụng cụ để chăm sóc em rồi. Chà Grace ơi, tôi hơi bị khó chịu nhá. Chân bé bẩn quá, để chị lau cho nhá. Cái này sẽ giữ em lại để chị rửa chân cho em. Đừng lo nhá, cứ để chị. Mẫu tắm. Ôi là trời, nhìn kỳ cục quá. Tôi là nghệ sĩ đó nhá. Rửa mấy cái chân dơ nào. Rửa chân tôi làm gì, khổ ghê. Không, em bự hơn cái bồn rửa. Chắc mình phải dùng dụng cụ nhờ. Tìm thấy rồi. Đồ rửa móng dễ dàng nè. Nó giống máy giặt nhưng mà cho chân cún. Mình chỉ cần rót chút nước vào trong thôi. Và cho cái chân dơ vào để rửa. Hả? Cái thứ đáng sợ ấy là gì? Chân nhỏ xinh của tôi. Không có đâu. Thực ra thì cũng thoải mái đấy. Chà, sạch rồi nè. Và dễ ợt luôn. Qua chân khác nào. Không biết bẩn cỡ nào ta. Bẩn khiếp luôn đó. Bởi vậy nên mình phải thay nước mỗi khi rửa xong nhờ. Quá đơn giản. Mình tiếp tục nha. Rocky, đâu rồi? Đây này, làm nghệ sĩ đúng là mệt mỏi luôn. Rocky, giờ mình cần dụng cụ để làm sạch sofa. Nét cuối nè. Nhìn xinh quá trời. Bá cháy. Chuẩn, dụng cụ làm móng này tuyệt ghê. Mình có ý này nè. Vẽ móng cún thôi. Thôi thì má, tớ đang mơ về xương hả? Đến cậu. Sao nữa? Không. Không. Móng tôi xinh rồi. Không. Làm sao để cưng không quấy nhỏ? Chắc chắn là mình có đồ mà. Cái đĩa này ok á. Nghe bảo nó kích thích giác quan ổn lắm. Chỉ cần phết món gì đó ngon ngon cho em liếm nè. Kẹp tươi á? Ngon quá. Mình thích bơ đậu phộng hơn. Nè bé ấy bị phân tâm thì mình có thể sơn móng rồi. Cần cái gì đó để giữ. Chắc mũ này được đó. Yeah. Cái mũ này. Đồ ăn ngon đó liếm đi bé. Ảo mà Canada. Chắc chắn là bẫy luôn. Giờ trang trí nào. Ngon quá đi. Lo mà vẽ móng cho xinh đấy. Nhìn cậu cưng xỉu đó.
Này, một liếm nữa. Xem tụi mình đều đã sơn móng nè. Oh, ok. Oh, gì vậy? Mũ của mình. Hương quá. Kem tươi à? Tuyệt vời. Chắc mình nên mời nhà trẻ thú cưng nhở. Mình giỏi quá mà. Lông chó. Sao lại ở đây? Ôi không, lông ở khắp nơi. Ew, Rocky, chị trải lông cho em đây. Tôi hả? Cậu tự nhìn tóc cậu đi. Cái này của mèo. Nhưng lông là lông nên cứ thử đi. Đừng di chuyển, Rocky. Không được rồi. Lông ở khắp nơi. Thử cái này đi. Nhìn đỡ bừa hơn á. Oh yeah, vậy mới chuẩn chứ. Lực xịn hơn lưỡi nhựa. Nhiều lông kinh khủng, nhưng dụng cụ này làm được. Đừng nên vứt rác, hãy tái chế. Nhìn nè, đây là mũ lông cho cậu. Bà, thôi đi bà ơi. Tớ cũng có nè, mũ đôi đó. Oh, con yêu, đó là mũ lông hả? Đến lúc đi spa rồi, áo choàng mới của cậu nè. Xin, tôi thích spa đó. Quá trời đỉnh luôn ha, như của người vậy. Trông tôi thoải mái chưa, mà bồn tắm đâu mà. Nè, đồ massage kiểu lăn, thoải mái lắm. Đỉnh, cảm thấy rất thư giãn, đến lượt cậu đó Rocky. Massage chân hả, tuyệt vời. Như trên mây vậy. Đã quá đi mất. Nhìn cậu thư thái nhở, tôi cũng muốn massage. Đến cậu đây. Ok, tôi giỏi lắm nhá. Tôi hận. Giờ qua bên phải nhá. Cứ bình tĩnh, nếu có tiếng crack thì mới hiệu quả. Con bé kia. Nhìn kìa, đáng yêu quá. Chán như con rán luôn. Rocky, chúng ta đi dạo nhá. Nhưng cậu cần một bộ đồ xinh đã. Tuyệt, áo mới và đi dạo. Đúng là đã đời. Cậu thấy màu này hợp màu mắt tôi hả? Yay, áo đôi đi chơi nè. Giờ thử giày mới nha. Mấy chiếc giày này sẽ giữ cho chân cậu sạch và an toàn. Cho chân vào và thắt cho vừa chân nhỏ xíu nè. Giày mới sao? Và giày đôi luôn nè. Tụi mình xinh hả? Sẵn sàng chưa? Đi nào. Rocky, chỉ có đồ ăn cho bé nè. Rocky. Này Grace, xem tôi tìm thấy gì trong túi này. Ôi không, cái gối mình quý. Úi. Thôi không sao, để chị tự sửa. Nhưng chỉ có quà cho em. Cái gối này sẽ kích thích giác quan của bé. Chị sẽ giấu đồ ăn dưới cà rốt. Và em phải đào nó ra. Đơn giản mà Grace, tôi thích đào lắm. Đồ ăn ngon đâu rồi? Thấy rồi này, ngon quá trời. Đồ cà rốt ngốc, thắng nha. Yay, sửa được rồi. Nhìn này bé. Rocky. Hey à, tôi chán mấy củ cà rốt giả rồi. Đừng mà Rocky. Nước ngon ghê. Ôi, không. Không được uống nước đó. Để chị lấy cho em nước khác. Chị sẽ tìm dụng cụ uống nước cho em. Không. Mua luôn. Giờ hàng đấy. Nhanh thật nha. Ký vào đây à? Xong, cảm ơn. Nhìn là Rocky. Mở ra nào. Nó màu xanh á. Chị thích màu xanh lắm. Thử phát nha. Cái này vào đây. Chuẩn. Rồi rót nước vào đây. Rocky, em sẽ thích lắm đó. Không biết được bao nhiêu nước nhờ. Mở lên nè. Và chạy rồi này. Wow, đài phun nước cho bé cún cưng nè. Sang chảy quá à? Lại đây, Rocky. Rocky. Cái này không sang nhưng vị ngon lắm. Nhóm. Nữa hả trời? Này Rocky, chơi không bé? Hả? Lại trò đó hả? Thôi đi. Ok. Hay trò này nhá, em sẽ thích lắm đấy. Chán hôm, tôi đi ngủ đây. Ok. Vậy thì chơi trò mới nhá. Đây là cờ caro. Rocky phải vẽ một hàng gồm 3 quân. Dễ như bỡn nhở. Em là dấu X,
Còn chị hình tròn. Ngon ngon. Yo, chọn đi bé. Chiếc này ngon này. Ngọt 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 ngọt. Rồi, đánh ách đi. Nhanh nhỏ nhỏ. Mình nghĩ chỗ này được nè. Cậu đang đùa với lửa đấy. Đây, ngọt 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 ngọt. Hoặc là chỗ này. Cậu cho tôi thắng á. Biết ngay là thế. Ngọt 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 ngọt. Cậu hài hước đấy. Bé thắng. Huy chương cho cún cưng nè. Thừa nhận đi, trò này vui và tớ rất giỏi nhỉ. Yay. Bé con chăm sóc cún giỏi thật đấy. Nên bố mua cho con thỏ này. Yay. Yay. Oh yay. Con thích thỏ lắm ạ. Cảm ơn bố mẹ. Mình gọi em là Bunny. Bé mềm quá. Ôi không, đây là đâu? Tôi không phải là Bunny, tôi là Leticia mà. Cứu. Chỉ có chỗ chơi dành riêng cho em nè. Biết ngay là sẽ cần đến mà. Đừng hầm màu sắc cho Bunny. Nó tự bung ra nè. Và mình có thể nối lại để tạo một đường hầm to. Làm luôn một mê cung với đồ chơi nữa. Bunny sẽ thích lắm. Chơi nào Bunny. Ủa, gì đây? Tuyệt, mê cung khổng lồ nè. Thở nào. Hi, gì, Bunny. Nhỏ đó. Tôi tên là Leticia mà. Màu mè hoa cả mắt mình rồi. Cần xíu. Sao đi đâu cũng gặp vậy. Nghĩ nào Leticia, tìm đường ra đi. Không khí, đi thôi. Hình như mình thấy cái này rồi. Đây này Bunny. Em thông minh ghê. Yay. Căng thẳng làm tôi ị á. Xin lỗi. Chả Bunny. Mấy cúc nhỏ nhỏ này là sao? Hạt của Rocky hả? Đây không phải hạt. Rocky đừng. Mới đổi hạt hay sao á? Nó hơi kỳ kỳ. Đừng Rocky, đừng ăn cái đó mà. Mình phải dọn dẹp thôi. May mà mình có cái dụng cụ này. Chở nhau Rocky. Không dám sờ luôn đấy trời. Dùng chân cũng được. Trái và giờ phải. Dày trời. Nhìn hay ghê. Tính nhảy nhót thôi. Nhảy qua nhà để dọn shit nào. Yay. Dọn băng dây này dễ ẹc luôn đó. Yay. Ôi không. Đau quá. Mà còn thúi nữa. Bé thỏ cưng xỉu luôn á. Cô tê ghê. Cậu đáng yêu và thơm nữa. Gọi tớ là Bunny cũng được. Rocky ơi. Hồi trước cậu cũng yêu và ôm tôi giống vậy. Lại đây Rocky. Tôi á? Thật sao? Tôi nhớ cậu. Chị vẫn yêu quý em à. Ôi trời, cảm giác đã cái này ghê. Tôi yêu cậu. Chị yêu cả hai. Cún ngoan quá nè. Úi, ê ơi, không sao đâu. Ôi không, có mùi rắc rối. Không. Hả? Xin lỗi. Suýt thì tiêu. Phải dọn dẹp ngay thôi. Chỉ cần lấy một túi ở đây và đặt nó vào trong. Nó giống như một cuốn sách Harry Potter thần kỳ. Yep, thật dễ dàng. Giờ mình phải tìm thùng rác gần nhất. Mình không thích con phố tối tăm này. Phải tìm chìa khóa thật nhanh trước khi bọn giám ngục xuất hiện. Ok, bắt đầu nào. Tối quá. Mà chờ một chút. Có đèn đây mà. Ngầu như trái bầu. Bé cún thường là ánh sáng dẫn đường cho mình. Giờ thêm cả dây xích. Đây rồi nè, lại đây nào Mister. Tìm thấy rồi. Em dọa chị đấy nhá. Vào nhà thôi. Ok, về nhà rồi. Và em được tự do, đi chơi vui nhé bé ngoan. Cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi rồi. Hình như có ai đó lâu rồi không tắm. Không biết đó là ai. Bất ngờ chưa kìa. Sao, con người? Đã đến lúc dọn dẹp rồi. Vào việc thôi. Này, thứ này sẽ giúp em đấy. Rửa một tay chị ơi. Chị sẽ rửa sạch chân cho bé. Không đau đâu, đừng lo lắng. Có sạch không? Hả? Sạch bong sáng bóng. Hả? Gì thế này? Lông rụi quá trời quá đất. Chị sẽ chải lông cho em. Chỉ cần dụng cụ này thôi.
Chỉ cần trải vài đường là lông thừa đã được lấy ra. Eo ơi, lông của em bay tứ tung luôn. Phải lau dọn thôi. Ow, nhọn quá đi. Nhìn kìa, chỉ cần nhấn nút đó là mình có thể lấy hết lông. Ổn rồi, ai ngoan nhất nào? Phải lại ăn chứ. Massage thôi nào. Em đang ở trên thiên đường sao? Nhưng đây giờ đi chơi rồi. Cái gì ở đó vậy? Mình cần quả bóng này, mình cần quả bóng. Sao? Để chị nhìn xem nào. Lấy được rồi. Chuẩn. Em đang tìm quả bóng này đúng không? Này, bắt đi. Chuyện đó sẽ lại xảy ra. Quả bóng luôn bị lăn vào dưới này. Phải xử lý chuyện này mới được. Bóng đến này. Em có muốn chơi không? Chuẩn, không cần chỉnh. Em muốn chơi nhỉ? Chị có thứ này cho em. Chúng ta chỉ cần một miếng bìa cắt tông và bút dạ để vẽ khung cơ bản. Em có hiểu trò chơi chưa nào? Chị đi trước. Vậy là giờ em chọn. Quý ngài thật thông thái. Chị chọn ô này. Được rồi, hình vuông này ngọn đấy. X vào đây nè. Giờ thì sang ô này. Xin lỗi nhưng em thắng rồi, chị vẫn là tuyệt nhất. Wow, làm tốt lắm. Bây giờ hãy đứng lên và hát quốc ca của loài chó. Em là người chiến thắng, mình đi lấy thêm dụng cụ thôi. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Trò này không có tác dụng với thầy đâu. Thầy thích chó. Thầy rất cưng chó. Mày làm gì thế này? Chuyện gì vậy trời? Tới chị tôi. Cái gì đây? Cấm chó ở trong trường mà. Được rồi, đi thôi. Ok, đừng có cắn đấy. Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cá. Có mùi của chó. Gì đây? Dạ đây là bộ vest của em cho cuộc thi nhảy ạ. Đừng giấu nữa, mở ra xem nào. Có gì ở trong? Dạ được ạ. Em sẽ giúp anh mà. Em mặc cái này á. Em đâu phải Julian. Romeo. Thôi đi, vào lớp nhanh lên. Khoan. Đang quét. Gì đây hả? Tất nhiên, cô có thể tự kiểm tra rồi. Rất đáng nghi. Hộp cơm trưa của bà. Chúc may mắn để gì? Thôi đặt đây vậy. Sách là lạ. Đi thôi Daisy. Anh lại bày trò gì đây? Có vẻ ổn. Em đi đi. Giỏi lắm cún con. Đừng hòng qua mắt cô. Được rồi. Lạ quá. Như thế gì đâu rồi? Sách của cô đây. Thôi kệ đi. Chuẩn bị làm bài kiểm tra nhá. Chris ơi, cậu hỏi đáp án hả? Lại đây. Oan. Ủa?
Ồn ào. Sao cô hét lên vậy? Cô sẽ thấy chú chó đấy. Tôi có kế hoạch hay hơn rồi. Cốc cốc. Lại đây. Ngon lắm. Để xem lần này sẽ thế nào nhé. Jason, cho tớ mượn cái bút. Không thấy chó nữa. Nào nào, trang 46. Bánh cho chó. Cho người. Ra chơi mới được ăn. Jesse, ra đây, nhanh lên. Đi nào. Anh sẽ ngồi. Hả? Có chuyện gì vậy em? Em đói ạ? Thôi được, vậy ăn chống đói nè. Bánh quy ngon nhất cho người. Bánh cho chó. Ok. Ăn hết đi Daisy. Thoát được hôm nay rồi. Này chó ngoan. Động vật vô gia cư. Động vật vô gia cư. Chạy. Đóng rồi sao? Cái này được này. Daisy, im lặng nào. Tiếng gì lạ vậy ta? Đó hơi bị hỏng Ok. Daisy, bình tĩnh nào. Em đang làm gì vậy hả? Ôi trời. Từ sau hư như thế này thì ở nhà. Cái gì đây? Không làm nữa. Ngoan lắm Daisy. Có người đang gian lận. Sao mình cứ cảm thấy có gì đó sai sai? Wow, dẫn đi đâu đây? Cô đang làm gì vậy? Dạ, tôi buộc dây giày thôi. Thôi kệ đi. Kế hoạch B. Mình nhất định sẽ tóm được. Tuyệt. Xóa. Thầy Peterson sao? Không phải chó à? Ở trường này có ai làm việc không cơ chứ?
không sao đâu. Thấy rồi nha. Im lặng nào. Biết ngay mà, đưa chó của em ra khỏi chợ ngay. Im thôi để gì. Tốt lắm. Nhanh lên, nhanh nữa, nhanh lên. Cố lên đi. Vào phòng khám. Bảo sao con chó cứ sủa. Chris, về nhà thôi. Chris, cô xin lỗi, cô đã hiểu lầm chó của em. Cô sẽ là cảnh sát của trường. Chó cảnh sát. Này, tớ thắng nhé. Giỏi lắm.